1/8/1997, số hộ chiếu C086193, ngày 23/2/2015, nhập cảnh Đài Loan, công sở Kiều Hoa, đảm nhận công việc thao tác máy. Tôi hoàn toàn hiểu rõ thu phí môi giới của chính phủ Việt Nam. Tôi hoàn toàn hiểu rõ nội dung dưới đây trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nộp 4.950 USD vào phí dụng đi Đài Loan trong 3 năm, trong đó có 1.000 USD tiền đặt cọc nếu tôi giải phóng hoặc hết hạn thời hợp đồng và chủ thuê đồng ý trả vé máy bay về nước thì tôi sẽ nhận lại bao nhiêu? 1.000 USD tiền đặt cọc. Nếu phát sinh bỏ trốn vé về nước sẽ do tôi tự chịu. Công ty quốc doanh Việt Nam môi giới Đài Loan, chủ thuê Đài Loan không thu của tôi bất cứ nào khác. Nếu có cũng không liên quan đến công ty quốc doanh Việt Nam môi giới Đài Loan, chủ thuê Đài Loan. 2. Tôi hiểu rõ nghị định 95/2001/2013 NDCB 34/2/8/2013 về việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Nghị định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/10/2013. Dựa vào điều 35 quy định này, người lao động vi phạm các quy định trên đây sẽ bị phạt từ 80-100 triệu đồng. Người hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại cư trú vi phạm, người bỏ trốn khỏi nơi làm việc mà không về, dụ dỗ lừa gạt lao động ra ngoài làm việc vi pháp. Sau khi nhập cảnh tập sự bỏ trốn, những người vi phạm các điều khoản trên đây sẽ bị phạt từ 80-100 triệu đồng, bị thả về nước và bị cấm xuất cảnh 2-5 năm. 3. Tôi hiểu nếu không phát sinh bỏ trốn hoặc phạm tội lớn vô lực là còn hạn hay hết hạn hợp đồng, phí về nước chủ thuê đồng ý trả vé máy bay về nước thì tôi sẽ nhận lại 1.000 USD tiền đặt cọc. Nếu phát sinh bỏ trốn sẽ không được nhận lại hoàn toàn khoản nào khác mà chi phí về nước phải tự chịu. Ngoài số tiền nộp ở trên ra, tôi không nộp bất kỳ khoản nào khác cho trung tâm môi giới người giới thiệu hai đầu nguồn. Ngoài số tiền nộp ở trên ra, không có ai yêu cầu tôi nộp bất kỳ khoản nào khác. 6. Tài liệu này đã ký và đóng dấu với tay, tôi coi như đã đồng ý và hiểu rõ tất cả nội dung của hiệp luật như tài liệu pháp lý. Người viết công bằng chứng công.